Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, luật sư Mỹ đề nghị tư vấn miễn phí cho Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Một tiến sĩ luật sư người Mỹ từng làm việc một số năm tại Việt Nam nói với VOA rằng khi ông đọc báo và xem thấy video tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam thì trong tư cách một con người, một công dân Mỹ, những hình ảnh đó đã khiến ông tức giận và xác định cần phải làm một điều gì đó. Tiến sĩ luật Di Montpellier, người từng cố vấn pháp lý cho các vụ tranh chấp liên quan đến dầu khí với Việt Nam, tiết lộ với VOA rằng ông đã gửi đến Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ và đề nghị tư vấn miễn phí cho Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về các vấn đề chủ quyền trên Biển Đông. Tôi nhận ra sự mất mát đau đớn nếu như người dân Việt Nam không bảo vệ những gì là hợp pháp của họ trước sự xâm lược bất hợp pháp của Trung Cộng. Luật sư Montpellier viết trong lá thư gửi đại sứ Hà Kim Ngọc mà VOA đã được xem qua. Gửi lá thư đề nghị đến chính phủ Việt Nam vào cuối năm ngoái giữa lúc đang rộ ra những thông tin về việc Trung Quốc tiếp cận và sử dụng quân cảng của Campuchia. Luật sư Montpellier còn cảnh báo Việt Nam rằng vấn đề sẽ còn trở nên tệ hại hơn rất nhiều trong tương lai. Trao đổi với VOA, luật sư có bề dày 25 năm kinh nghiệm nói rằng tất cả những thông tin, dữ liệu, luận cứ từ vụ kiện Philippines đối với Trung Quốc ở tòa án quốc tế là hay thì Việt Nam đều có thể sử dụng được nhưng không thể chỉ dừng lại ở đó. Luật sư Montpellier nói sẽ không khó khăn cho Việt Nam trong việc phản bác các luận cứ của Trung Quốc và thắng Bắc Kinh trước tòa án quốc tế. Tuy nhiên, theo ông, vấn đề đối với Trung Quốc mà chúng ta đã chứng kiến trong lịch sử và rất nhiều trong vòng 5 năm đến 10 năm qua là Trung Quốc không công nhận phán quyết. Trung Quốc chỉ sử dụng các phán quyết hữu ích cho Trung Quốc mà thôi, còn với phán quyết mà họ không thích, chẳng hạn như phán quyết của Philippines từ tòa án là trọng tài thường trực, Trung Quốc chỉ phớt lờ và giả vờ như nó không có hiệu lực đối với họ. Luật sư người Mỹ nói với VOA rằng mặc dù ông chưa nói đến chuyện bất kỳ quan chức chính phủ Việt Nam nào về chiến lược chi tiết, nhưng theo quan điểm của ông, một khi Việt Nam quyết định kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế thì phải chuẩn bị sẵn phương án để buộc Trung Quốc phải công nhận và tôn trọng phán quyết. Ông nói, vấn đề ở đây là đối với bất kỳ ai theo dõi vụ kiện và bất kỳ doanh nghiệp nào làm kinh tế tại Trung Quốc, nếu chính phủ Trung Quốc không tôn trọng phán quyết của tòa án hay tòa trọng tài thường trực, làm thế nào một doanh nghiệp Hoa Kỳ, một doanh nghiệp Singapore, một doanh nghiệp Việt Nam có thể tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ tôn trọng thỏa thuận của họ? Không có gì ngăn được Trung Quốc phá vỡ các thỏa thuận nếu chính phủ trên thực tế không tôn trọng luật pháp. Vì vậy, đây là vấn đề ngoại giao nhiều hơn, nhưng đó chắc chắn là bước thứ hai cần phải được thực hiện. Tiến sĩ luật của Mỹ nói Việt Nam cần phải làm cho Trung Quốc nhận thấy rằng việc làm ăn kinh doanh trong thế giới hiện đại phụ thuộc vào việc chính phủ có tôn trọng luật pháp hay không. Ông nói thêm Trung Quốc cần phải nhận thấy hình phạt nếu Trung Quốc không công nhận phán quyết thì hình phạt sẽ tính bằng đồng đô la và thương mại. Về phía Việt Nam, chính phủ, người dân và các công ty liệu vẫn làm ăn với Trung Quốc hay không khi họ không tôn trọng thỏa thuận hoặc các phán quyết của tòa án? Chưa có ai đặt Trung Quốc vào tình huống này. Không một ai nói chúng tôi không cần tiền, nhưng điều quan trọng hơn là anh phải tôn trọng luật. Một khi các công ty lớn hoặc một số chính phủ dám làm điều đó, Trung Quốc sẽ phải thay đổi hành động của mình. Vì vậy, chính phủ Việt Nam cần phải hậu thuẫn, cần phải quyết tâm để đảm bảo rằng Trung Quốc phải tuân theo phán quyết của tòa án. Trước tình trạng Việt Nam vẫn ở vào thế phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc, luật sư Montpellier nói đây không phải là tình huống riêng của Việt Nam mà là của cả thế giới. Phân tích tình hình thực tế khi trải qua đại dịch virus Vũ Hán hiện nay, ông nói nhiều quốc gia trong đó có cả Hoa Kỳ và một số nước châu Âu đã nhận ra sai lầm lớn của họ trong việc đầu tư quá nhiều vào Trung Quốc khiến cho nền kinh tế bị phụ thuộc vào nước này. Vì vậy, theo ông, một khi các quốc gia đoàn kết và đưa ra quyết định, một khi họ cùng nói đủ rồi và rút ra khỏi nền kinh tế của Trung Quốc, thì khi đó mọi chuyện sẽ thay đổi. Đó là khi Trung Quốc thực sự mất quyền lực.
Một khi Việt Nam nhận ra rằng họ có thể độc lập với nền kinh tế và có thể có mối quan hệ thương mại với các quốc gia khác, Việt Nam sẽ đi một chặng đường dài để phá vỡ sự kiểm soát của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ làm bất cứ điều gì để có thể nghĩ ra để đánh cắp phần đất đó. Chính vì vậy, chính phủ Việt Nam cần phải sáng tạo, cần phải sử dụng một nguồn lực có thể để buộc Trung Quốc phải công nhận thực tế rằng họ không sở hữu những hòn đảo đó. Luật sư Monbelier nói thêm. Sau thời gian làm việc tại Việt Nam, luật sư Monbelier cho biết ông đã cưới vợ người Việt và xem Việt Nam như quê hương thứ hai của mình. Ông cho biết thêm. Tôi chỉ muốn giúp đỡ, tôi sẵn sàng đứng lên và nói đủ rồi và sẵn sàng cống hiến tài năng của mình cho chính phủ Việt Nam nếu họ cần giúp đỡ. Đó chỉ là một lời đề nghị, tôi không làm việc đó để kỳ vọng bất kỳ công việc hay lợi ích gì. Nhưng nếu những người giống như tôi không đứng lên và nói đủ rồi, khi đã đến lúc cần đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình, quyền lợi của gia đình mình ở Việt Nam, thì Trung Quốc sẽ giành chiến thắng. Tôi sẵn sàng tình nguyện. Tôi sẽ không để cho Trung Quốc chiến thắng. Tôi sẽ không để cho Trung Quốc đánh bại nếu Việt Nam cần sự giúp đỡ của tôi. Họ chắc chắn có nó. Cho tới nay, luật sư Monbelier vẫn chưa nhận được phản hồi từ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sau nhiều tháng gửi thư cho đại sứ Cộng sản Việt Nam ở Mỹ. Vào đầu tuần này, Hoa Kỳ cũng vừa thực hiện một động thái quan trọng và có lợi cho Việt Nam khi phái đoàn đại diện của Mỹ tại Liên Hợp Quốc hôm 1 tháng 6 gửi công hàm phản đối yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông. Công hàm của Mỹ nói quyền lịch sử và Bắc Kinh đã tuyên bố đã vượt quá quyền lợi hàng hải mà Trung Quốc được hưởng và như phản ánh trong Công ước Luật Biển năm 1982. Theo tác giả David Hurt trên Asia Times ngày 7 tháng 5 năm 2020, Hà Nội đang cân nhắc việc kiện Bắc Kinh trước một tòa án trọng tài quốc tế và vấn đề Biển Đông. Việt Nam được cho là đang chuẩn bị hồ sơ kiện lên tòa trọng tài quốc tế chống lại yêu sách chủ quyền Biển Đông phi lý của Trung Quốc. Đây có thể là đáp trả về pháp lý trước việc Trung Quốc ngày càng gia tăng đe dọa và quấy nhiễu trên tuyến đường hàng hải tranh chấp. Các nhà phân tích theo dõi tình hình tin rằng Hà Nội có thể nộp đơn kiện tương tự như Philippines đã tiến hành trước đây và đã chiến thắng Trung Quốc tại Tòa án Trọng tài Thường trực La Hague hồi tháng 7 năm 2016. Phán quyết của tòa khẳng định Trung Quốc không có quyền lợi lịch sử về đường lưỡi bò 9 đoạn mà Bắc Kinh sử dụng để đòi hỏi chủ quyền gần 90% Biển Đông. Trung Quốc từ chối tham gia vụ kiện và tuyên bố không chấp nhận phán quyết vốn không có cơ chế buộc phải thực thi. Ông Alexander Willing, giáo sư của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Dahlia K ở Honolulu, Hawaii cho biết từ năm ngoái đã có thêm rất nhiều tiếng nói trong giới cầm quyền Hà Nội kêu gọi đưa Trung Quốc ra tòa. Nhà phân tích Derek Grossman thuộc think tank Rand Corporation ở Washington nói rằng ông không có thông tin nào về việc Hà Nội đang chuẩn bị kiện lên tòa quốc tế, nhưng nghe được từ các nguồn tin chính phủ rằng đề xuất này đang được xem xét một cách nghiêm túc. Một nguồn tin ngoại giao giấu tên nói với Asia Times, các cuộc thảo luận tại Hà Nội về một vụ kiện quốc tế nay đang căng thẳng hơn trước rất nhiều. Trong một hội nghị thường niên về Biển Đông do Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức tháng 11 năm ngoái, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã công khai nêu ra vấn đề này. Đây là lần đầu tiên kể từ gần 5 năm qua một quan chức cao cấp đề cập đến. Ông Trung nói, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982 đã dự trù đầy đủ các cơ chế áp dụng biện pháp này. Việt Nam ngày càng có thêm động lực để đưa Trung Quốc ra tòa. Chiếc tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 đã dành hầu như cả năm 2019 để quấy rối một liên doanh khai thác năng lượng với Nga tại vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam ở Biển Đông. Việc quấy nhiễu này năm nay lại tiếp tục bất chấp đại dịch virus Vũ Hán. Ngày 3 tháng 4, một tàu đánh cá Việt Nam bị một tàu tuần dương Trung Quốc đánh đắm ở gần đảo Hoàng Sa. Đến ngày 13 tháng 4, chiếc Hải Dương Địa chất 8 lại xuất hiện tại EEZ của Việt Nam. Vài ngày sau, chính quyền Trung Quốc loan báo thành lập hai quận Tây Sa và Nam Sa tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà Việt Nam luôn khẳng định chủ quyền. Không chỉ đe dọa Việt Nam, mà tháng trước tàu hải cảnh Trung Quốc còn tuần tra ở khu vực thuộc EEZ của Malaysia trên Biển Đông, kể cả một khu vực đang khai thác dầu khí.
không còn cách nào khác ngoài kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Theo các nhà phân tích, tuy việc đưa vấn đề ra tòa án quốc tế có thể mang lại cho Hà Nội một chiến thắng mang tính biểu tượng, nhưng khó có khả năng Bắc Kinh tuân thủ bất kỳ một phán quyết nào có lợi cho Việt Nam. Động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng, tiến gần đến xung đột. Tuy nhiên, dường như Việt Nam không còn bao nhiêu lựa chọn. Chuyên gia về Biển Đông Bill Hayton của think tank Chatham House hồi tháng 11 nói với Reuters, một vụ kiện quốc tế có lẽ là điều duy nhất mà Việt Nam còn có thể làm được. Trả lời Asia Times, nhà phân tích Vu Vinh nhận định Hà Nội có thể nghĩ rằng không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Mỗi lần có va chạm với Trung Quốc tại Biển Đông, chính phủ Việt Nam cơ bản có hai khả năng, hoặc công khai chỉ trích Trung Quốc hoặc cố gắng làm giảm căng thẳng thông qua cuộc họp giữa hai đảng. Khi Bắc Kinh loan báo lập hai quận mới vào tháng trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tuyên bố Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam và hủy bỏ các quyết định sai trái. Tháng 8 năm ngoái, nhà phân tích Việt Nam Lê Hồng Hiệp viết trên một tờ báo khu vực là ngoại giao chừng như là tuyến phòng thủ đầu tiên và cuối cùng của Việt Nam để chống lại sự quyết đoán của Trung Quốc trên Biển Đông. Tâm lý chống Trung Quốc đang dâng cao trên toàn cầu. Tuy nhiên, Hà Nội có thể cảm thấy rằng thời điểm đã chín muồi và một động thái pháp lý mới có thể làm dư luận quốc tế thiên hướng về có lợi cho Việt Nam. Thật vậy, nếu có khi nào người dân Việt Nam có thể tập hợp xung quanh đảng cầm quyền, còn Bắc Kinh thì yếu ớt, dễ tổn thương hơn bao giờ hết thì chính là lúc này. Viện quan hệ quốc tế đương đại Trung Quốc, một think tank thuộc Bộ An ninh Quốc gia, cơ quan lãnh đạo tình báo cao cấp nhất, dường như một báo cáo mới đây đã nhận định tình cảm chống Trung Quốc trên toàn cầu đang ở mức cao nhất kể từ sau vụ đàn áp quảng trường Thiên An Môn năm 1989 cho đến nay, theo Reuters. Đồng thời, Đảng Cộng sản Trung Quốc bị yếu đi trong nước do tăng trưởng kinh tế, mà nhờ đó Đảng có được tính chính danh suốt một thời gian dài bị sụt giảm trong năm 2020, lần đầu tiên kể từ hơn 40 năm. Sự bất mãn đối với Trung Quốc trên toàn cầu chủ yếu do việc xử lý khủng hoảng virus Vũ Hán và chiến dịch bóp méo thông tin sau đó chưa bao giờ mạnh mẽ như thế kể từ nhiều thập niên qua. Năm nay, Việt Nam là chủ tịch luân phiên ASEAN, một vị trí có thể cố vấn sử dụng để tạo nên một mặt trận đoàn kết hơn với các nước láng giềng Đông Nam Á, trong đó có một nước cũng tranh chấp biển với Trung Quốc. Việt Nam còn giữ chức ghế thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2021-2022, theo giáo sư Cả Thầy Ơ, Đại học New South Wales, Úc. Vai trò này giúp cho Việt Nam có thể tố cáo sự hung hăng của Bắc Kinh với các thành viên khác của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nhưng ông Thầy Ơ lưu ý vấn đề là Trung Quốc có quyền phủ quyết và Việt Nam vẫn còn mơ hồ về hành động pháp lý sẽ tiến hành và những vấn đề nêu ra. Thay vì khiếu nại ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Hà Nội có thể áp dụng kiểu Philippines kiện theo UNCLOS, tức Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, quy định chủ quyền ranh giới trên biển. Nếu theo con đường này, Hà Nội cần phải quyết định sẽ kiện ở đâu? Tòa án quốc tế luật biển, tòa án công lý quốc tế, tòa trọng tài hay một tòa trọng tài đặc biệt? Ông Thayer giải thích tất cả các quốc gia thành viên của UNCLOS đều được tự do chỉ định một trong bốn cơ chế mình thích. Nếu không thì cơ chế mặc định là tòa trọng tài, đó là điều đã diễn ra giữa Philippines và Trung Quốc. Nếu tòa trọng tài ra phán quyết có lợi cho Việt Nam sau khi Hà Nội chứng minh được nhiều vấn đề gây tranh cãi về yêu sách lịch sử, thì Việt Nam sẽ có lợi nhờ được quảng bá trong dịp này và áp lực chính trị đè lên Trung Quốc. Cũng theo giáo sư Cả Thầy Ơ, sự kiện này còn mang lại cho Việt Nam cơ sở để chống lại các hành động của Trung Quốc và cộng đồng quốc tế có thể căn cứ vào đó để ủng hộ cho Việt Nam. Nhưng Việt Nam khó có thể làm được gì nếu Trung Quốc làm ngơ trước phán quyết như đã xử sự với Philippines năm 2016. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh.
Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.